Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chiếc máy in Canon có tên là Imagelas LBB162DW. Đây, ở tên nó ở đây. Và chiếc máy in này đặc biệt thì nó có màn hình hiển thị ở trên này, và cái chế độ của in của nó là cáp kết nối và kết nối wifi và sử dụng in mạng nội bộ là mạng LAN á. Là chúng ta có ba cách kết nối như vậy. Và bây giờ mình sẽ bỏ giấy vào như thế này. Đây. Và bây giờ mình sẽ bỏ giấy vào. Và chúng ta lại lại cho nó ngay với lại cái tấm giấy A4 của mình. Và đậy nắp lại. Và bây giờ mình sẽ khởi động chiếc máy in này lên. Và màn hình hiển thị ở đây. Và trước tiên thì chúng ta sẽ kết nối wifi cho nó. Ở đây thì mình đã kết nối wifi với nó rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lại cái cách để mà chúng ta kết nối wifi với chiếc máy in này. Là đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục menu và bấm OK. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào hướng mục Network Setting và bấm OK. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn mục đầu tiên, đó là Select Wire và Wireless, và chúng ta sẽ nhấn OK. Chúng ta chọn Wireless LAN, OK. Và bây giờ thì nó sẽ tìm đến cái tên Wi-Fi Wireless LAN. OK, đây. Rồi các bạn, chúng ta chọn cái mục thứ hai nha, Wireless LAN System, bấm OK. Và chúng ta chọn cái mục đầu tiên là SSID System và chúng ta nhấn OK. Chúng ta chọn Select Access Point và nhấn OK. Ở đây thì mấy anh sẽ tự động nó sẽ dò thì tìm những cái tên Wi-Fi ở đây. Ở đây chúng ta sẽ kết nối Wi-Fi của nó. Mình sẽ kết nối wifi hiện tại đây là, và chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu wifi vào. Ở đây thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta những cái chữ in hoa, thì chúng ta sẽ chuyển qua cái chế độ chữ thường thì chúng ta chọn switch Android mode và nhấn OK. Và chọn dòng thứ hai đó là local letter và nhấn OK. Như vậy thì nó sẽ hiển thị lại cái bảng chữ cái thường, và chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu wifi vào. Rồi, OK, thì giờ chúng ta sẽ nhấn vào chọn Apply và OK, và chọn Yes. Rồi, như vậy thì nó đã kết nối với Wi-Fi thành công, và chúng ta trở lại cái màn hình chính của nó như thế này. Thì nó sẽ có cái mục, nó sẽ hiển thị cái cây sóng Wi-Fi như thế này là chúng ta đã kết nối thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ kết nối với nó qua máy tính laptop. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái mục Start ở góc như thế này, và chọn vào mục Setting. Chúng ta sẽ chọn Revive và chọn vào cái mục Printer and Scanner.
và chọn Add a Printer of Canon. Và nó sẽ hiện thị cái tên của cái máy in mà chúng ta đã kết nối Wi-Fi ở đây là Canon LVB161162. Chiếc Canon này chính là có tên là 162, Canon 162. Và bây giờ mình sẽ nhấp vào và chọn Revive. Ok, như vậy thì nó đang chạy kết nối với chiếc máy in này. Như vậy thì nó đã kết nối xong, nó sẽ hiện cho chúng ta một cái chữ đó là Readly. Và trở lại thì chúng ta sẽ in test thử. Chúng ta sẽ in test nó. Mình sẽ chọn vào một máy in để mà in test nó. Đây, chiếc máy in nó đã hiện ở đây là LV161162 đây. Và mình sẽ in test nó. Win test đây. Như vậy là mình đã in test được một cái bản test vừa kết nối được với chiếc laptop này qua Wi-Fi. Như vậy các bạn thấy kết nối chiếc máy in này rất là dễ. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn một cái cách hướng dẫn hay một cái cách kết nối với máy in qua Wi-Fi với laptop hoặc là máy tính bình thường. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình.